Hello, xin chào anh chị em. Bây giờ là coi 4 giờ rưỡi giờ Hà Lan. Hôm nay tôi sẽ câu thâu cảnh bình, gọi là mặt trời đang xuống và những chung cư ở chung quanh tôi ở. Hồi trước cái hôm bữa là tôi đã quay cảnh bình minh lên, giờ tôi đang quay cảnh bình minh xuống. Và tôi cũng kể sơ cho anh chị em nghe là cái vùng tôi ở là kêu là vùng Primorent. Thì xưa hồi xưa thật là xưa, khu đất này á là một một vùng đất biển, vùng đất biển ở dưới mặt biển 5 mét. Thì bởi vậy cái vùng của tôi ở rất là nhiều chung cư. Giờ tôi đã nói chung quanh sơ sơ, tôi sẽ quay sơ sơ ở đây cho chung quanh tổng cộng có bao nhiêu cái chung cư. Tổng cộng là tính cả cái của tôi ở là 12 cái. Giờ tôi sẽ vừa quay vừa ghép nhạc vào nha. Xin chào anh Kim lại. Giờ tôi sẽ quay những cái chung cư chung quanh tôi ở. Ok. Và tôi sau đó tôi cũng ghép nhạc nữa. Xuống đường non xa
chiều thu răng núi cô đơn nghe tiếng mưa sổ chữ tròn mong mong chiều bay đâu mơ xoan tình quen biết nhau nhắc chi cho lòng đớn đau.
một kiếp buồn đau. Tha rằng chuông kim mong ước bên nhau, quên đi cho em một kiếp.